Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào những năm tháng khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, có những đoàn người lặng lẽ lên đường đi chiến đấu, nhưng trong lòng không hề che giấu một quyết tâm khắc sâu trong tim về hành trình cứu lấy dân tộc đang trong vũng bùn nô lệ. Trong số đó, có những chuyến đi gần như không hẹn ngày trở về, những chuyến đi đánh đổi quãng đời tuổi trẻ, mà đặc biệt phải nhắc tới một binh đoàn thép vẫn ngày đêm âm thầm tiến về biên giới Việt-Lào, đó chính là binh đoàn Tây Tiến huyền thoại. Cách mạng tháng 8 năm 1945 của Việt Nam thành công, hầu hết các địa phương đã giành được chính quyền. Nhưng ở Tây Bắc Việt Nam, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và thị xã Vĩnh Yên, chính quyền vẫn chưa thuộc về nhân dân. Trong khi đó, ngay từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 1945, gần 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch tràn qua biên giới các tỉnh phía Bắc để vào nước ta. Theo gót quân Tưởng là lực lượng Việt Quốc, Việt Cách với mưu đồ tiêu diệt quân đội Việt Minh, phá hoại chính quyền nhân dân của Việt Nam. Cùng với lực lượng nêu trên, một số quân Pháp trước đây chạy trốn quân Nhật từ Vân Nam, Trung Quốc, tiến vào Bắc Lào và tràn sang chiếm tỉnh Lai Châu với ý đồ từng bước chiếm lại toàn bộ vùng Tây Bắc Việt Nam. Xác định tầm quan trọng đặc biệt của địa bàn chiến lược Tây Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập tổ chức đơn vị vũ trang và đưa nhiều cán bộ tiến lên Tây Bắc phối hợp với lực lượng tại chỗ để giành và giữ chính quyền, ngăn chặn quân Tưởng từ Trung Quốc tràn xuống, quân Pháp từ bên Lào tiến sang. Từ thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc cũng có một lực lượng binh lính đông đảo lên vùng Tây Bắc Việt Nam. Đó là đội quân Tây Tiến hùng dũng, trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết. Nhiều binh sĩ tình nguyện tòng quân ở tuổi 15-17 phơi phới sức xuân, vô tư và giản dị. Trung đoàn 52 Tây Tiến thường được gọi là Trung đoàn Tây Tiến, một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập trong thời kháng chiến chống Pháp. Trước khi thành lập đơn vị chủ lực cấp trung đoàn, từ cuối năm 1945 và trong năm 1946 đã có những phân đội Tây Tiến. Đầu tiên là đại đội Anh Đệ Tuấn Sơn từ Hà Nội lên Mộc Châu Sơn La sang Sầm Nưa của Lào, rồi các đại đội Ngô Duy Phiên ở Phú Thọ, đại đội Đỗ Du ở Hà Nam, đại đội Hoàng Khải Tiến ở Nam Định, đại đội vũ trang tuyên truyền chiến khu 2 do Đông Tùng phụ trách. Tiếp theo là hai đại đội quân giải phóng từ Vĩnh Yên do Kim Anh, Bế Văn Sắt chỉ huy, đại đội Trần Độ Xích Vân ở Ninh Bình và tiểu đoàn Kim Thành Lê Linh, tiểu đoàn Vũ Yến từ Sơn Tây lên. Các đơn vị này thực hiện nhiệm vụ do Sứ ủy Bắc Kỳ và Bộ Chỉ huy Chiến khu 2 được Phó Tư lệnh Lê Hiến Mai, đặc phái viên chính phủ và Tư lệnh Hoàng Sâm trực tiếp lãnh đạo, đã cùng với quân dân ở địa phương vừa củng cố chính quyền cách mạng, vừa liên tục chặn đánh quân Pháp ở Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Quỳnh Nhai, Triềng Bắc, Mường Xài, Triềng Khương, dọc theo tuyến sông Mã, sông Đà. Nổi bật như đại đội Anh Đệ, Tuấn Sơn giành thắng lợi vang dội trong trận tiến công diệt quân Pháp ở Mường Láp, cách Sầm Nưa 60 km trên đường về Siêng Khoảng, thu nhiều vũ khí và chiến lợi phẩm. Chiến công đó đã mở rộng vùng giải phóng trên đất Lào, chặn bước tiến của quân Pháp từ phía Tây. Tuy giành được chiến thắng, nhưng do xa hậu phương, địa thế miền Tây Bắc Việt Nam sang nước Lào hiểm trở, rừng núi trùng điệp, dân cư thưa thớt, nguồn bổ sung tiếp tế tại chỗ rất ít. Binh lính Tây Tiến phần đông xuất thân từ đồng bằng, thành phố, lần đầu hoạt động trên chiến trường rừng núi, không quen với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt của vùng cao nên đau ốm nhiều. Những cuộc hành quân vào mặt trận thật gay go, gian khổ, nhiều binh sĩ vừa đi vừa phải chống chọi với cơn sốt rét. Rất nhiều phân đội có đến 70% quân số bị đau ốm mà không có thuốc chữa bệnh. Rất nhiều binh sĩ từ các phân đội Tây Tiến đã mãi mãi nằm lại trên đất Lào do bệnh tật, kiệt sức hoặc bị tử trận trên chiến trường. Ngày 7 tháng 10 năm 1945, Phó Tư lệnh Lê Hiến Mai, tham mưu trưởng chiến khu 2 cùng đặc phái viên của chính phủ tiến lên Mộc Châu. Khi lên tới Mộc Châu, được tin quân Pháp đã về chiếm đóng thị xã Sầm Nưa, Phó Tư lệnh nhận định đây sẽ là một mối đe dọa trực tiếp đối với Tây Nam Sơn La, nhất là Mộc Châu. Vì nếu từ Sầm Nưa Pháp đánh sang chiếm được Mộc Châu thì Sơn La sẽ bị cô lập nên đã báo cáo về Hà Nội xin chỉ thị của cấp trên. Ngày 12 tháng 10 năm 1945, cấp trên ra chỉ thị với nội dung cứ cho bộ đội sang. Ngày 15 tháng 10 năm 1945, Phó Tư lệnh Lê Hiến Mai nhận lệnh cho tiểu đoàn 52, tức trung đoàn Tây Tiến sau này, chuyển hướng sang Lào thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Quá trình tiến quân vô cùng gian khổ, những người lính của tiểu đoàn 52 phải cạo chọc đầu để khỏi cháy như một đoàn quân không mọc tóc. Thành phần của đoàn quân không mọc tóc khá phong phú, có cả những người là sinh viên, tạm gác bút nghiên lên đường chiến đấu, lại có cả những người dân tộc thiểu số quen đi nương, đi dẫy cũng tụ họp về đây để sống và chiến đấu. Ngày 22 tháng 10 năm 1945, tiểu đoàn 52 giải phóng Sầm Nưa và truy kích quân Pháp chạy về Siêng Khoảng. Tháng
tháng 11 năm 1945, nhân dân các dân tộc ở Mộc Châu, Sơn La đã rất xúc động khi tiếp đón lực lượng quân đội của tiểu đoàn 52. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn chiến lược Tây Bắc, ngăn chặn bước tiến của quân Pháp, ngày 22 tháng 12 năm 1945, tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, chi đội 3, còn gọi là chi đội 3 Sơn La, sau lấy phiên hiệu là trung đoàn 148 được thành lập. Đây là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội Việt Minh. Ngay sau khi thành lập, vượt qua bao gian nan thử thách, quân số ít, vũ khí trang bị thô sơ, lại ở nơi khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt, kinh nghiệm chiến đấu chưa có, nhưng binh sĩ trung đoàn đã một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, đoàn kết gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, ngăn chặn, làm chậm bước tiến của quân Pháp ở vùng Tây Bắc và cùng cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Sau khi lên Mộc Châu, tiểu đoàn 52 nhận lệnh chặn đánh một số đại đội khố đỏ do sĩ quan Pháp chỉ huy từ Sơn La tiến xuống. Đây là một trận đánh mà quân Việt Nam phải đương đầu với một quân đội được trang bị vũ khí hiện đại, nhưng đơn vị chiến đấu rất kiên cường, chặn đánh cuộc tiến quân của đối phương, khiến họ phải hoảng loạn tháo chạy. Trong trận đánh này, đại đội trưởng Lê Thám đã hy sinh anh dũng. Sau đó, đội vũ trang tuyên truyền của Cao Bằng của đội trưởng Hoàng Đông Tùng được bổ sung cho đơn vị. Đầu năm 1946, Tư lệnh Chiến khu 2 Hoàng Sâm sau khi giải phóng Sầm Nưa đã quay trở về Mường Hét để dự cuộc họp với đại diện quân đội quốc gia Lào để bàn về việc thành lập mối liên minh chiến đấu Việt-Lào. Sau đó, Tư lệnh Hoàng Sâm trở về Sơn La triệu tập các cán bộ chủ chốt của trung đoàn, đại diện Ban Cán sự và Ủy ban Kháng chiến tỉnh Sơn La công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Trung đoàn Sơn La. Sau Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, quân Pháp ở Thuận Châu, Triềng Bắc cho xây dựng hệ thống đồn bốt, bắt thanh niên đi lính, tập hợp lực lượng, lập chính quyền và sử dụng lực lượng chống Việt Minh dẫn đường, chỉ điểm để đàn áp lực lượng tự vệ, bộ đội và gia đình cách mạng. Mặt khác, Pháp ra sức càn quét vơ vét của cải, bắt dân nộp lương thực, thực phẩm, bắt phụ nữ lên đồn. Pháp chiếm giữ Hát Lót, Mai Sơn, lính bộ binh đánh gọng kìm từ Sơn La, Pa Háng. Lực lượng khác của Pháp đánh lên từ Xuân Mai, Hòa Bình, Chợ Bờ, Suốt Rút, kiểm soát cắt gao đường số 6. Âm mưu của thực dân Pháp là lập các xứ Thái, xứ Mường, xứ Mèo tự trị. Ở Bắc Lào, quân Pháp đánh chiếm vùng Siêng Khoảng, kiểm soát dọc sông Mã. Tại Lai Châu, Pháp đưa Đèo Văn Long lên cầm đầu bộ máy chính quyền, trực tiếp chỉ huy quân đội địa phương. Những thủ đoạn đàn áp dã man và cướp bóc trắng trợn của quân Pháp khiến cho nhân dân Việt Nam càng thêm căm thù, sẵn sàng ủng hộ bộ đội tham gia kháng chiến. Lực lượng chống Việt Minh ở địa phương dẫn đường cho quân Pháp đánh chiếm Mường La và Mường Chanh. Họ phối hợp với quân Pháp ở Lào đánh sang, rồi đánh xuống Triềng On, Tô Vang. Bộ chỉ huy chiến khu 2 phải điều hai đại đội lên chi viện cho Mộc Châu. Cho tới ngày toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, hình thái ở mặt trận Tây Bắc Việt Nam là quân Pháp đã chiếm được nhiều vị trí. Quân Pháp củng cố bàn đạp ở Lai Châu, Thượng Lào, tập trung binh hỏa lực chiếm toàn bộ vùng Tây Bắc Việt Nam, khép chặt biên giới Việt Trung, bao vây cô lập lực lượng cách mạng và quân đội Việt Nam, âm mưu đè bẹp cuộc kháng chiến của nhân dân vùng Tây Bắc. Về phía quân Việt Nam, tuy thế và lực còn non yếu, các đơn vị vẫn ngoan cường chiến đấu ngăn chặn đối phương, vừa chiến đấu vừa củng cố phát triển lực lượng, vừa vận động đồng bào xây dựng thế trận chiến tranh trong nhân dân, kiên quyết phá vỡ âm mưu của quân Pháp chiếm giữ địa bàn chiến lược vùng Tây Bắc Việt Nam. Sau Tết Đinh Hợi năm 1947, Bộ Tổng Tham mưu điều một số đơn vị vệ quốc đoàn ở các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Nam Định, Hải Phòng cùng một lực lượng khác thuộc chiến khu 2 gấp rút lên Tây Bắc, tăng cường cho khu vực biên giới Việt-Lào để giữ vững hướng chiến lược này. Ngày 27 tháng 2 năm 1947, tại Mai Châu, Hòa Bình, Trung đoàn Tây Tiến đã được thành lập. Binh sĩ bao gồm các lực lượng giải phóng quân từ Việt Bắc về Hà Nội, tự vệ chiến đấu, công nhân, nông dân, trí thức, dân nghèo thành thị, các nhà sư, cựu binh trong quân đội thuộc địa Pháp, người dân tộc tự nguyện tham gia mặt trận Việt Minh. Trung đoàn Tây Tiến bao gồm các tiểu đoàn 212, Liên khu 3 đổi thành tiểu đoàn 150, tiểu đoàn 90 thuộc trung đoàn 41 chiến khu 3 Hải Phòng đổi thành tiểu đoàn 57, tiểu đoàn 60 thuộc trung đoàn 37 chiến khu 2 Hòa Bình và tiểu đoàn 145 Liên khu 3 Hà Nội đổi thành tiểu đoàn 164. Cả hai tiểu đoàn 150 và 164 đều đã chiến đấu 60 ngày đêm ở thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Các đơn vị này vừa hành quân vừa chiến đấu, vừa tiến công đối phương vừa phát triển lực lượng. Đến đây, mặt trận Tây Bắc có một trung đoàn chủ lực hoàn chỉnh gồm 4 tiểu đoàn. Vừa đặt chân lên vùng Tây Bắc, đoàn quân Tây Tiến đã trực tiếp chiến đấu ngay, một mất một còn với quân Pháp.
Nguồn thực phẩm khi đó của binh đoàn chủ yếu lấy từ rừng như rau, củ quả. Hiếm hoi lắm mới có thực phẩm là thịt muối, 7 phần muối trộn 1 phần thịt, gạo cũng không đủ no. Tiểu đoàn 150 do tiểu đoàn trưởng Tuấn Sơn chỉ huy tiêu diệt quân Pháp ở Trường Cồng, rồi vượt qua Mường Láp đánh tan đồn Xốp Hào rồi tiến sang Sầm Nưa. Tiểu đoàn 157 do tiểu đoàn trưởng Chu Văn Yêm chỉ huy tiến ngược ven sông Mã, một bộ phận vào Sầm Nưa, lực lượng còn lại đánh Pháp ở Mai Châu, Đà Bắc ở Hòa Bình. Khi quân Pháp kiểm soát đường số 6, chuẩn bị lập xứ Mường tự trị, bộ đội Tây Tiến quần nhau với quân Pháp suốt mấy ngày ở Phương Lâm, Kỳ Sơn, Cao Phong, Vạn Mai, Bãi Sang, Trường Sại, Mường Bi, phá tan bước đầu âm mưu của Pháp. Ngày 25 tháng 4 năm 1947, quân Pháp nhảy dù chiếm đánh ở Mộc Châu. Do vậy, toàn trung đoàn rút quân sang Tây Nam Phú Thọ để bảo toàn và củng cố lực lượng. Thời kỳ này, ngoài nhiệm vụ đánh quân Pháp, lính Tây Tiến còn phải đối mặt với các loại bệnh tật, nhất là sốt rét. Một viên thuốc ký ninh phải hòa vào nước chia cho mấy người sốt rét. Chính vì thế, chỉ trong khoảng thời gian vài tháng hành quân, chỉ riêng trạm quân y ở xã Châu Trang, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có hơn 200 binh lính Tây Tiến lần lượt ra đi vì bệnh sốt rét, vì thiếu ăn, thiếu thuốc đặc trị. Những ngôi nhà sàn của người dân xứ Mường khi đó đều trở thành địa điểm nuôi giấu và chữa trị cho những người lính. Tháng 7 năm 1947, do có thêm chi viện, quân Pháp từ Thuận Châu đánh chiếm Sơn La, Hát Lót, Mai Sơn, Tạ Khoa, Triềng Ban, Yên Châu, Mộc Châu. Lực lượng địa phương cùng với trung đoàn 148 Sơn La làm nòng cốt liên tiếp trận đánh Pháp ở Hát Lót. Nổi bật là trận tập kích ở Mộc Hạ, Mộc Châu đã tiêu diệt được nhiều quân Pháp và thu được nhiều chiến lợi phẩm của đối phương. Nhưng do lực lượng của Việt Nam có hạn, quân Pháp đã chiếm được một vùng rộng lớn từ Sầm Nưa, nước Lào đến sông Mã. Tại các vùng chiếm đóng, quân Pháp đặt bộ máy cai trị, đóng quân ở nhiều vị trí, khủng bố, bóc lột nhân dân, mua chuộc quan lại cũ, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tinh thần đoàn kết Việt-Lào. Đồng thời, Pháp tổ chức quấy rối vùng Tây Bắc và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Đến tháng 10 năm 1947, Trung đoàn 148 còn được Ban Chỉ huy Chiến khu chi viện cho thêm tiểu đoàn 56. Trong khi đó, ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đang đẩy mạnh phong trào kháng chiến. Quân và dân Tây Bắc với lực lượng trang bị vũ khí có hạn nhưng vẫn cương quyết dũng cảm chặn từng bước tiến của quân đối phương. Quân trang khi đó của những người lính Tây Tiến chỉ là những bộ quần áo sờn và đã bạc màu để chống chọi lại với cái lạnh đến tê buốt thịt xa của núi rừng. Trang thiết bị vũ khí thì khá thiếu thốn, đơn sơ. Thời gian này, quân Pháp đã chiếm đóng các vị trí như Thuận Châu, Mường Hung, Xốp Cộp, Trường Khương, Triềng Cang, Hát Lót, Yên Châu, Mộc Châu. Quân Pháp đã tổ chức nhiều đợt tấn công mở rộng vùng chiếm đóng, tuyển mộ người Thái, lôi kéo thổ ti ở Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, lập cơ sở chống đối Việt Minh và đàn áp bóc lột nhân dân các dân tộc trong vùng. Cuối năm 1947, Trung đoàn 52 và Trung đoàn Thủ đô dừng chân trên đất Hòa Bình và chuyển dần phương thức hoạt động. Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung theo chủ trương của Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ tư họp từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 1947, đồng thời thực hiện huấn luyện về cuộc vận động, luyện quân đội, lập chiến công và huấn luyện về phát động du kích chiến tranh của Bộ Tổng Chỉ huy. Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 1947, thực dân Pháp huy động 12.000 quân với nhiều máy bay, xe tăng, pháo lớn bắt đầu tấn công Việt Bắc nhằm tiêu diệt thủ đô kháng chiến của Việt Nam. Trung đoàn Tây Tiến phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương đẩy mạnh hoạt động chiến đấu giữ chân đối phương, không cho quân Pháp tập trung quân đánh lên Việt Bắc. Quân Pháp đã thất bại thảm hại. Những chiến thắng của Trung đoàn Tây Tiến khiến quân Pháp hoang mang. Thế nhưng, không nhiều người biết rằng, để có những thành quả ấy, những người binh sĩ Tây Tiến đã trải qua biết bao khó khăn, gian nan và tổn thất. Những cuộc hành quân trong rừng rậm dưới những cơn mưa rừng xối xả lạnh buốt, thú dữ luôn rình rập khắp nơi như hổ báo, rắn độc, ruồi vàng, cùng điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Lường trước những khó khăn gian khổ ấy, ngày 1 tháng 2 năm 1947, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết thư gửi tới Trung đoàn Tây Tiến căn dặn: trên con đường tiến về miền Tây Bắc, các đồng chí sẽ phải lặn lội nơi rừng xanh suối bạc, ở những địa phương hàng nửa ngày đường không thấy một bóng người, thủy thổ không quen thuộc, vật chất thiếu thốn, ngôn ngữ bất đồng, nước độc ma thiêng. Chỉ một việc cất chân lên đường tiến về hướng Tây là đủ tỏ cái chí hy sinh, cái lòng kiên nghị của các đồng chí. Các đồng chí biết rằng, trên mặt trận này, bộ đội ta sẽ phải đương đầu với nhiều hiểm nghèo, khổ sở. Nhưng sự hiểm nghèo, khổ sở có bao giờ chinh phục được lòng anh dũng của những thanh niên hăng hái, có bao giờ chinh phục được chí hướng của một dân tộc. Trong hoàn cảnh gian khổ ấy, Trung đoàn Tây Tiến đã biết dựa vào chính quyền và nhân dân địa phương nên quyết tâm chiến đấu bảo vệ căn cứ, bám đất, bám làng, tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc tích cực tham gia kháng chiến.
Các chiến thắng của Trung đoàn Tây Tiến buộc Pháp phải co cụm lại những đồn bốt chính. Vì vậy, các phong trào cách mạng địa phương phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hình ảnh về đoàn quân Tây Tiến có lẽ sẽ nằm mãi trong hình dung của mỗi người Việt Nam nếu như không có những nhân chứng sống của đoàn quân Tây Tiến. Dường như trong họ vẫn dâng lên niềm tự hào và tinh thần chiến đấu rực lửa khi nhắc về hành trình của đoàn binh những năm gian khó. Có một trận chiến đã giành thắng lợi vang dội trong thời kỳ đầu mới thành lập của các phân đội Tây Tiến, đó là chiến thắng ở Mường Lát. Nhân dịp buổi tọa đàm kỷ niệm chiến thắng Mường Lát, ông Nguyễn Văn Uyển, thành viên đội tự vệ của đại đội anh đệ Tuấn Sơn tự hào kể lại, đơn vị hành quân cấp tốc khoảng 7 giờ tối ngày 20 tháng 10 năm 1945 tới bản Mường Lát. Bản không rộng lắm, hai bên là đồi dốc, dân thưa thớt nhưng số người phu và ngựa thủ khá đông. Trên ngôi nhà sàn gỗ to, xung quanh có cổng rào, quân Pháp đang ăn uống hát hò ầm ĩ. Quân Tây Tiến lặng lẽ áp sát, bộ phận xung kích ném một quả lựu đạn khiến một lính Pháp gác ở chân cầu thang hoảng quá nổ một phát súng. Quân Tây Tiến bắn tiêu diệt ngay. Quân Pháp ở trong nhà sàn bất ngờ quáng quàng mạnh ai nấy lao vào rừng rồi cắm cổ chạy về phía Hủa Mường. Quân Tây Tiến truy kích trong đêm vài cây số khiến Pháp phải cao chạy xa bay. Ông Nguyễn Văn Khuông, một thành viên khác của đội tự vệ thuộc đại đội anh đệ Tuấn Sơn tiếp lời. Quân Tây Tiến thu giữ toàn bộ vũ khí, thuốc men và lương thực của quân Pháp mang theo và đã phải dùng hơn 200 con ngựa thồ và hơn 200 người gùi gánh mới hết số chiến lợi phẩm chuyển về Sầm Nưa. Đến Sầm Nưa đã thấy nhân dân xếp hàng chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Ông Lương Văn Pém, ngụ tại bản Sim, xã Quang Triều, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, một trong hai thành viên còn lại của đội du kích Tây Tiến năm xưa ở Mường Lát, vẫn nhớ như in những ngày sát cánh cùng đoàn quân Tây Tiến đánh Pháp. Năm 1947, khi trung đoàn 52 Tây Tiến về Mường Lát, Lương Văn Pém mới 17 tuổi, đã cùng 20 người nữa tham gia đội du kích. Ông được giao nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội, cất giấu muối, tiếp tế lương thực và đưa tin. Lúc mới về, bộ đội Tây Tiến không ở với dân bản mà cắm sâu trong rừng, tránh sự càn quét của thực dân Pháp. Dù vậy, bộ đội thường lui tới bản trò chuyện và dạy chữ cho nhân dân, bà con ai cũng quý, cũng thương. Ông Pém kể. Tháng 6 năm 1949, Trung đoàn 52 Tây Tiến đổi tên thành Trung đoàn 12 thuộc Liên khu 3. Từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1950, các trung đoàn trưởng An Giang, Chính ủy Lê Tư và Trung đoàn phó Trần Quang Thường được cấp trên lần lượt điều động đi nhận công tác mới. Ông Ngô Lân và ông Lê Khanh được bổ nhiệm làm Trung đoàn trưởng và Chính ủy Trung đoàn 12. Năm 1951, khi Sư đoàn 320 ban đầu có tên là Đại đoàn Đồng bằng được thành lập, Trung đoàn Tây Tiến trở thành một trong ba trung đoàn của sư đoàn này. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1954, Trung đoàn 52, Trung đoàn Tây Tiến phối hợp với Trung đoàn 48, Trung đoàn Thăng Long trong đội hình Đại đoàn Đồng bằng các trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đánh tiêu diệt các cụm cứ điểm Thước Hóa thuộc huyện Giao Thủy, đặc biệt là cụm cứ điểm Đông Biên thuộc huyện Hải Hậu, giải phóng hoàn toàn tỉnh Nam Định. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, Trung đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 11.500 quân lính, trong đó có hơn 3.000 lính Âu Phi, còn lại là lính Pháp, thu và phá hủy hơn 6.000 súng các loại, 76 xe cơ giới, 8 cano tàu chiến, 3 máy bay và hàng trăm tấn đạn dược quân dụng. Trung đoàn đã được vinh dự tặng cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được mang tên truyền thống đoàn Đông Biên. Trung đoàn được 8 huân chương quân công và 218 huân chương các hạng. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.